Liên quan đến các nhóm đối tượng hoạt động phạm tội bao chiếm mặt nước biển thuộc vùng khai thác tự do ven bờ từ huyện An Minh đến huyện Kiên Lương, Công an tỉnh Kiên Giang bắt thêm 7 đối tượng. Đến nay, tổng số bị khởi tố bắt tạm giam là 18 đối tượng và cho gia đình bảo lãnh một đối tượng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khi phát hiện khu vực bãi biển Giang bờ thuộc huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, có nhiều hải sản loại nhuyễn thể hay mảnh giỏ như lụa, sò hến, các đối tượng đã tự ý bao chiếm mặt nước biển trên dùng khai thác tự do. Sau đó, các đối tượng buộc người dân bán lại hải sản với giá thấp. Nếu người dân không thực hiện theo yêu cầu, băng nhóm bảo kê sử dụng phương tiện vỏ máy công suất lớn, mang theo hung khí như vỏ chai thủy tinh, đá, rượt đuổi, đe dọa, ném vỏ chai, đá, gây thương tích cho người dân. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.